Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi nữa nha. Let's go. Win win, win win, wow, ở đây mình phát hiện cái hai chiếc xe đang làm việc này. Bây giờ các bạn cùng mình chơi chung nha. Wow, ở đây mình có một chiếc xe cạo múc cát siêu to khổng lồ luôn nè các bạn. Chiếc xe này cũng được trang bị bằng bánh xích nha. Đó, di chuyển rất là bám đường luôn các bạn. Dây xích này thì có màu xám nha. Đây này, wow, hay chưa? Ôi, bị rơi bánh ra rồi. Mình sẽ lắp ráp lại nha. Xong rồi này các bạn. Đó, hay chưa? Còn cẩu này cũng có một cái tay điều khiển nha các bạn. Đó, nâng lên này, hạ xuống này, wow, xịn chưa, khá là to luôn nha. Và ở đây thì mình có cái bộ máy của xe này các bạn, mình có thể mở ra được luôn nha. À, các bạn thấy ngầu chưa? Rồi mình đóng nắp lại nha. Wow, bắt đầu chơi trò chơi nha các bạn. Wow, ở đây thì mình có một chiếc xe ben cũng khá là to luôn nha, được trang bị 6 bánh xe luôn này các bạn. Oh, cũng rất là bự luôn. Wow, bây giờ mình sẽ xúc cát lên xe nha. À, cho xe di chuyển tới một xíu nha bác tài. Wow, ra rau này. Rồi mình sẽ tiếp tục vào nữa nha. Ôi các bạn ơi, ở đây thì mình phát hiện có cái vật gì này. Ồ, mình sẽ đào ra xem nha. Wow, là xe đồ chơi nè các bạn. Ồ, hai chiếc xe luôn nha. Mình sẽ lái ra này, xem chiếc xe thứ nhất nha các bạn. Đây là một chiếc xe ủi cát có màu vàng nha. Wow, được trang bị 4 cái bánh này các bạn, chạy rất là nhanh luôn. Yên, yên, yên. Rồi, mình sẽ sử dụng chiếc xe này để ủi cát nha. Wow, hay chưa? Khá là đẹp luôn. Rồi, mình xem đây là xe gì nữa nào. Bíp bíp, bíp bíp. Là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Wow, thiết kế khá là ngầu luôn nha. Các bạn nhìn này, nhìn rất là chắc chắn luôn. À, cũng được trang bị 4 bánh xe nữa này. Rồi, mình sẽ cho chiếc xe này di chuyển các bạn cùng xem nha. Mình sẽ đẩy chiếc xe này đây nha. Bíp bíp, bíp bíp, bíp bíp, bíp bíp. Những bạn xe công trình ở đây làm việc nha. Mình tiếp tục đi tìm xe đồ chơi đây. Vinh vinh. Ở đây mình phát hiện có một chiếc xe đồ chơi nữa này. Bây giờ các bạn cùng chơi với mình nha. Vinh 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 vinh. Là một chiếc xe chở rác này các bạn. Ồ, chiếc xe này có khá là nhiều màu sắc nha. Có màu cam này, màu xanh này, màu vàng, màu đỏ, màu đen nữa này các bạn. Wow, chiếc xe này còn khá là mới luôn. Ở đây có tự Gabanchet này các bạn. Đó, có một anh kỹ sư nữa nha. Wow, nhìn chiếc xe đẹp lắm luôn. Đó, đầu cabin cũng khá là ngầu luôn nha các bạn. Này, thùng rác mình cũng có thể ben lên được luôn này. Đó, các bạn nhìn thấy xịn chưa? Mình cũng có thể mở nắp thùng ra được luôn này. Nhưng mà bên trong không có chở rác nha. Ồ, có biển số xe nè các bạn. ST168-5 nha. Ồ, rồi, mình sẽ cho chiếc xe này đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Win, win, win. Win, win. Win, win. Wow, ở đây mình phát hiện một Spider-Man đang chiến đấu cùng biệt đội siêu anh hùng này. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ Spider-Man và cùng nhau chiến đấu nha. Win, 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 win. Đá nha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Rồi, đấm này. Ha, ha, ha. Hừ, lộn nha. Rồi, mình sẽ chiến đấu nha các bạn. Ha, ha, ha. Nào, the hook. Ha, ta sẽ cho người biết tay. Ha, wow, Aroman. Aroman này. Aroman này. Wow, vẫn còn một đồ hút nữa các bạn ơi. Hi hi hi. Hello, nhớ mình không nào? Ha ha. Oh, Aroman. Hello nha. Ha, xin lỗi bạn nha. Còn ai đây? Wow, Thanos à. Đã lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ. Hey, hey. Hạ tay xuống nào. Ê, hung dữ quá nha.
Như vậy là mình đã tiêu diệt được biệt đội siêu anh hùng rồi. Bây giờ mình cùng nhau khám phá những siêu anh hùng này nha. Đứng đây ha. Đó. Đây chính là The Hook này các bạn. Wow. Mình vừa đá bị rơi một cái chân ra rồi nha. Rồi mình sẽ gắn lại nè. Wow. Nhìn rất là cơ bắp và lực lưỡng luôn nha các bạn. Này các bạn nhìn xem. Wow, cũng khá là dữ dằn luôn nha. Nhưng mà đã bị mình hạ rồi các bạn ơi. Wow, phía sau này mình có một cái nút nguồn này. Bây giờ mình sẽ mở lên xem nha các bạn. Đó, đây là một đồ hút điều khiển bằng pin nha. Wow, nhìn cũng khá là ngầu luôn. Pin hơi yếu rồi các bạn ơi. Đó, thôi, được rồi, mình sẽ tắt đi nha. Và tiếp tục khám phá những siêu anh hùng khác nha các bạn. Tiếp tục này, đây cũng là một đồ hút nữa này các bạn. Wow, hai đồ hút này nhìn rất là giống nhau luôn nha. Nhìn rất là cơ bắp luôn. Đẹp chưa các bạn ơi. Đắp chân lại luôn. Tiếp tục khám phá này. Đây chính là Aroman người sắt này các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa. Nhìn khá là ngầu luôn nha. Có màu đỏ này. Phía sau mình cũng có một cái nút nguồn này các bạn. Mình sẽ mở lên luôn nha. Ôi, hình như là hết pin hay sao đó các bạn. Mình xem nha, kiểm tra này. Bị cặp pin rồi các bạn. Đó. Mình sẽ gắn nắp pin lại luôn nha. Rồi, đặt ở đây nào. Wow, ngầu chưa ha. Cái chân thì cũng khá là to luôn nha các bạn. Ở đây thì mình cũng có một cái đèn màu xanh nữa này. Tay chân hoạt động được luôn nha. Này, đeo một mặt nạ này các bạn ơi. Đang nhìn qua nhìn lại này. Ngầu chưa. Chào bạn đấm Spider-Man lại một cái nha. Ây, hòa nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục khám phá nha. Ở đây thì có thanh nốt này các bạn. Đó, một làn da màu tím nha các bạn. Da bị đột biến ren nha. Wow, đeo một găng tay nè bạn, đã gắn những viên đá vô cực này. Có một sức mạnh, siêu sức mạnh luôn đó các bạn. Đánh lén, mình sẽ chơi đánh lén nha. Hay chưa. Rồi, cùng nhau nằm ở đây nha. Và khám phá vị siêu anh hùng này nữa này. Wow, các bạn ơi, vị siêu anh hùng này hơi ốm nha. Nhưng đây chính là Aroman người sắt này các bạn. Wow, nhìn cũng khá là ngầu đó. Hai tay mình sẽ đấm hai siêu anh hùng này nha. Hay chưa các bạn ơi. Như vậy là mình đã khám phá thành công một bộ sưu tập siêu anh hùng rồi. Tiếp tục đi tìm xe đồ chơi nha. Win. Wow, mình phát hiện ở đây có một chiếc xe đồ chơi này còn trong bịch luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow, đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Này, các bạn nhìn xem chiếc xe này ngầu chưa. Cái đầu cabin được thiết kế rất là chắc chắn luôn nha. Đó. Còn đây là những bánh xe này bạn, cũng khá là bự luôn. Xây bánh này. Wow, thấy chưa. Tiếp tục, đây chính là cái bồn trộn bê tông nha. Mình cũng có thể xây được luôn này. Wow, xây rất là nhanh luôn đó. Ở đây mình có một cái tay quay này các bạn. Mình cũng có thể xây được luôn nha. Wow, khá là xịn sò luôn. Mình xem phía sau nha. Ở đây mình có một cái băng xối nè các bạn. Đó, mình có thể di chuyển qua lại được luôn nha. Wow, chiếc xe này nhìn rất là xịn sò luôn. Rồi, mình xem động cơ nha. Wow, tiếng động cơ khá là mạnh đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy cho các bạn xem nha. Let's go. Mình phát hiện ở đây có một chiếc xe nữa này. Bây giờ các bạn cùng chơi với mình nữa nha. Win. Wow, đây là một chiếc xe cảnh sát chở tội phạm nha các bạn. Ở đây có từ Bilbo Police nè các bạn ơi. Là xe cảnh sát nhân dân đó các bạn. Chiếc xe này thì kết hợp hai màu nha. Màu trắng và màu xanh nước biển này. Bên trên thì mình cũng có một cái đèn ưu tiên này. Màu đỏ, màu xanh khá là to luôn. Phía sau mình cũng có hai cánh cửa nữa này các bạn. Mình sẽ mở ra xem nha. Bên trong có tội phạm không? Bên trong không có tội phạm các bạn ơi. Một chiếc xe trống nha. Đóng cửa lại này. Đó, có biển số xe nữa nha. 1968 nè các bạn. Wow, số khá là đẹp luôn. Các bạn nhìn xem, ở đây mình cũng có một cái gương chiếu hậu này. Đó, mình xoay ra nha. Wow, khá là xịn luôn. Đóng lại này. Đó, hay chưa. Chiếc xe nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, mình xem động cơ của xe nha.
Wow, tiếng động cơ khá là mạnh luôn các bạn. Oh, chạy rất là lâu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này đi chở tội phạm nha. Let's go. Ở đây mình phát hiện có những chiếc xe công trình đang làm việc nữa này. Bây giờ các bạn cùng mình chơi nữa nha. Bip bip. Bip bip. Vinh vinh. Vinh vinh. Vinh. Cẩu lên nha. Vinh. Wow. Tiếp tục mình sẽ cẩu một chiếc xe nữa nha. Quả hò cùng nhau khám phá này. Đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ nha các bạn. Wow, cần cẩu này khá là dài này. Mình kéo ra cho các bạn xem nha. Đó, dài chưa? Rồi, mình thu cẩu lại nha. Ồ, bên trong cabin thì mình cũng có một anh tài xế này, mặc trang phục màu xám nha các bạn. Và phía trước đầu cabin xe thì mình cũng có hai tài xế nữa này. Wow, ở đây có từ chết nè các bạn. À, bây giờ mình xem động cơ của xe nha. Wow, tiếng động cơ ngầu chưa các bạn ơi. Rồi, mình cho chiếc xe này chạy cho các bạn xem nha. Tiếp tục, đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Đó, có màu vàng khá là đẹp luôn. Mình xây bồn nha. À, các bạn này, đó, hay chưa? Xây bồn được luôn nha. Wow, chiếc xe này nhỏ nhỏ xinh xinh này các bạn. Còn đây là một chiếc xe ủi cát nha các bạn. À, được trang bị bằng bánh cao su này. À, chạy rất là nhanh luôn. Mình sẽ ủi cát cho bạn xem nha. Oh, hay chưa? In. Rồi, chạy nha. Oh, ở đây mình phát hiện có những chiếc xe nữa này. Wow, mình sẽ chơi những chiếc xe này nữa nha. Đây, đây là một chiếc xe cạo múc cát nha các bạn. À, mình sẽ đặt chiếc xe này ở đây nha. Múc cát này. Oh, wow, hay chưa? Mình có một cái tay điều khiển nữa này các bạn. Đó. Chiếc xe này rất là xịn luôn nha. Được trang bị bằng bánh xích nữa này các bạn. Rồi, mình cho chiếc xe này đứng đây nha. Tiếp tục khám phá chiếc xe này nữa này. À, đây cũng là một chiếc xe cạo múc cát nha các bạn. Nhưng mà được trang bị bằng bánh cao su nha. À, chạy này. Mình sẽ múc cát luôn nha. À, múc cát này. Oh. À, rồi, ủi lại nha. Tiếp tục chơi nha. Đây, ở đây thì mình vẫn có một chiếc xe gì đây các bạn. Wow, là một chiếc xe cứu hỏa thang nha. Wow, cái thang khá là to luôn này. Mình kéo thang ra nha các bạn. Đó, cũng khá là dài luôn. Wow, các bạn nhìn xem này, ngầu chưa? Ở đây thì mình có một cái vị trí đứng cho những anh lính cứu hỏa này các bạn. Này, có một cái voi xịt nước nữa nha. Xịt này, xịt này, xịt này. Chiu 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 chiu. Rồi, thu thang lại nha. Đó, thấy chưa ha? Chiếc xe này thì có một màu đỏ nha các bạn. À, bên trong cũng có hai anh tài xế nữa này. Rồi, mình chạy cho các bạn xem nha. Xem động cơ nào. Tiếng động cơ cũng khá là ngầu đó. Các bạn nhìn xem, chạy được xa không nha.